Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong ngày 14 tháng 10 do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 15 giờ 30 phút ngày hôm nay, tại đường bộ, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 20 người, bị thương 45 người, trong đó có 20 vụ va chạm, làm bị thương 11 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người, bị thương 2 người. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý 7.005 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tiếp theo, ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Sáng nay, lễ phát động cuộc thi giao thông thông minh trên Internet năm học 2014-2015 do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức đã diễn ra đồng loạt tại 3 thành phố Hà Nội, Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của gần 10.000 giáo viên và học sinh. Cuộc thi nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi kiến thức, trau dồi văn hóa giao thông của các em học sinh, từ đó góp phần giảm thiểu tình trạng mất an toàn giao thông và nâng cao văn hóa giao thông. Bên cạnh những kiến thức về lý thuyết, các em học sinh còn được quan sát những hình ảnh trực quan sinh động, thực tế về các lỗi vi phạm cũng như hậu quả của các vụ tai nạn giao thông, từ đó tác động mạnh đến nhận thức của các em. Cuộc thi diễn ra từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 6 năm 2015. Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo về xử lý trạm thu phí trên tuyến đường Bắc Thăng Long Nội Bài Hà Nội. Theo đó, việc thu phí sẽ tiếp tục được triển khai nhằm hoàn vốn cho dự án xây dựng quốc lộ 2 đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên. Bộ Giao thông Vận tải có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện thu phí, đồng thời lên phương án hỗ trợ thành phố Hà Nội kinh phí quản lý, bảo trì tuyến đường Bắc Thăng Long Nội Bài từ quỹ bảo trì đường bộ. Trước đó, người tham gia giao thông bày tỏ sự không đồng tình khi không đi trên tuyến đường tránh thành phố Vĩnh Yên mà lại phải nộp tiền hoàn vốn cho dự án tại trạm Bắc Thăng Long Nội Bài. Cùng với đó, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng có đề nghị di rời trạm thu phí này. Quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh Hòa Bình hiện nay đang ở trong tình trạng quá tải và xuống cấp. Ban quản lý dự án 2 là đơn vị được giao nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp tuyến quốc lộ này. Tuy nhiên, dự án đến nay gần như vẫn dậm chân tại chỗ. Nguyên nhân được đưa ra là do nhà đầu tư đã huy động máy móc, nhân vật lực cho dự án, song còn nhiều thủ tục vướng mắc ở phía ngân hàng nên triển khai còn chậm so với tiến độ khoảng 1 tháng. Trong buổi làm việc mới đây với đại diện Bộ Giao thông Vận tải, đại diện nhà đầu tư đã cam kết sẽ từng bước tháo gỡ khó khăn, huy động máy móc, tổ chức thi công hợp lý, triển khai công việc quyết liệt để hoàn thành mở rộng quốc lộ 6 trước Tết Nguyên đán năm 2015, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Từ đầu năm 2014 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 21 trận mưa gây ngập tại hơn 50 điểm. Đặc biệt gần đây, chiều cường đã đạt 1,7m vượt mốc lịch sử. Tình trạng chiều cường gây ngập trên diện rộng và ngày càng gia tăng đã gây ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân. Nhiều tuyến đường bị tê liệt, người dân phải lội bì bõm dưới nước để đi học đi làm. Đó còn là nguyên nhân gây ra rất nhiều các vụ tai nạn và va chạm giao thông. Tuy nhiên, dường như không sốt ruột trước nỗi khổ của người dân, đại diện Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quy hoạch thoát nước của thành phố từ năm 2001 đến nay đã quá lỗi thời. Do đó, các điểm ngập nước được đăng ký xóa trong năm 2014 sẽ không hoàn thành như kế hoạch, nhiều dự án phải kéo dài trong các năm tiếp theo. Người dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục loay hoay với cảnh nước ngập chưa biết đến bao giờ chấm dứt. Sáng nay 14 tháng 10, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo về việc ông Nguyễn Tấn Mẫn, 37 tuổi, đội trưởng đội thanh tra giao thông kiêm trạm phó trạm cân, nhảy lầu tự tử tại trụ sở Công an tỉnh khi được mời lên làm việc về hành vi nhận hối lộ. Tại buổi họp báo, đại diện cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông khẳng định đã phát hiện một số cán bộ thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải Đắk Nông có dấu hiệu nhận hối lộ của một số chủ phương tiện để cho xe ô tô chở hàng hóa quá tải trọng qua trạm kiểm tra mà không bị xử lý. Do đó, chiều 9 tháng 10, hai cán bộ thanh tra, trong đó có ông Nguyễn Tấn Mẫn sinh năm 1977, phó trạm trưởng trạm kiểm tra tải trọng xe được triệu tập đến cơ quan cảnh sát điều tra để làm việc. Tại đây, ông Mẫn đã thừa nhận hành vi hối lộ. Tuy nhiên, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, ông Mẫn xin phép ra ngoài đi vệ sinh, rồi bất ngờ nhảy từ lầu 2 xuống tự tử. Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án nhận hối lộ, đồng thời bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc của ông Lê Đình Trong, Phó Tránh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông để điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ.
Ông Nguyễn Quang Khải, đội phó đội thanh tra giao thông số 1, hiện lấy lý do chịu tang nên chưa lên làm việc. Qua quá trình điều tra xác định, ông Mẫn nhận hối lộ 20 triệu đồng, ông Trọng nhận 21,5 triệu đồng và ông Khải nhận 23 triệu đồng của một số chủ phương tiện. Theo cơ quan điều tra, trên thực tế, số tiền nhận hối lộ của các đối tượng có thể lớn hơn rất nhiều, nhưng không thể xác định được do việc trao tay rất khó bắt quả tang. Liên quan đến vụ tàu cá Quảng Ngãi bị xà lan đâm chìm rồi bỏ chạy, ngày hôm nay 14 tháng 10, thi thể thuyền trưởng đã được tìm thấy. Thi thể của anh Nguyễn Văn Thương, 30 tuổi, thường trú tại Phú Châu, Đức Phổ, Quảng Ngãi, thuyền trưởng tàu cá QNG 94301TS, đã được tìm thấy sáng nay ở vùng biển cách Vũng Tàu khoảng 17 hải lý. Trước đó vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 11 tháng 10, tại khu vực biển cách mũi Vũng Tàu khoảng 17 hải lý về phía Nam Tây Nam, đã xảy ra vụ va chạm giữa tàu đầu kéo xà lan Newton 3, quốc tịch Malaysia và tàu cá mang số hiệu QNG 94301TS. Cú va chạm đã làm tàu cá hư hỏng nặng. Trong số 12 thuyền viên trên tàu đánh cá, đã có 7 thuyền viên kịp nhảy lên xà lan, 4 thuyền viên bị mắc kẹt trên tàu đánh cá, riêng thuyền trưởng mất tích. Sau khi gây tai nạn, xà lan không dừng lại cứu người bị nạn mà tiếp tục bỏ chạy. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện xà lan gây tai nạn và yêu cầu quay lại hiện trường tìm kiếm cứu nạn thuyền trưởng mất tích, đồng thời đưa 7 ngư dân gặp nạn lên tàu an toàn. Hiện tàu kéo và xà lan nước ngoài gây ra vụ tai nạn đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Công tác giải phóng mặt bằng của dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông hiện vẫn đang còn nhiều vướng mắc. Theo đại diện Ban Giải phóng mặt bằng Hà Nội, để đảm bảo tiến độ công trình, thành phố có thể phải áp dụng giải pháp cưỡng chế. Đại diện Ban Giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội cho biết, tại khu vực thuộc phường Cát Linh và Âu Trợ Dừa, quận Đống Đa, có 46 trên 72 hộ đã nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng nhưng chưa chịu di rời do nhiều lý do. 26 hộ dân còn lại rất khó, chưa nhận tiền và đưa ra nhiều kiến nghị về giá đền bù cũng như thêm các phần hỗ trợ khác. 26 hộ dân này tập trung chủ yếu ở mặt đường Giảng Võ, Cát Linh, Hào Nam. Thành phố Hà Nội đã yêu cầu phải rà soát lại toàn bộ thủ tục giá đền bù, hỗ trợ nhưng vẫn chưa giải quyết được. Trong trường hợp không còn cách nào khác thì phải áp dụng biện pháp cưỡng chế giải phóng mặt bằng để dứt điểm. Tuy nhiên, theo Ban Giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội, nếu cưỡng chế cũng phải cuối tháng 11 năm 2014 mới xong. Hiện tại đã hoàn thành được 310 trên 419 trụ cầu trên toàn tuyến, tương đương 74%. Theo Ban Quản lý dự án đường sắt Bộ Giao thông Vận tải, hiện tại tiến độ thi công trụ đã chậm 3 tháng, tiến độ đúc và lao lắp dầm chậm 3 tháng và tiến độ thi công các nhà ga đang chậm từ 3 đến 6 tháng so với kế hoạch. Sau khi đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe ô tô 7 chỗ đi ngược chiều trên đường Vành Đai 3 trên cao tại Hà Nội được đăng tải trên Internet, người lái chiếc xe này đã ra trình diện và bị xử phạt nguội do vi phạm luật giao thông. Tại cơ quan công an, Trần Việt Hùng, 58 tuổi, người lái chiếc xe vi phạm giải thích, ông được lệnh tới đường Phạm Hùng gần đó đón xếp. Khi bắt đầu lên đường trên cao thì gặp một vụ tai nạn, do sợ muộn giờ đón xếp nên đã đi ngược chiều xuống đường phía dưới. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội cho biết, đơn vị này đã phạt tài xế Hùng 7,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 60 ngày. Đây là trường hợp thứ hai bị Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội xử phạt nguội do vi phạm luật giao thông tại đường Vành Đai 3 trên cao. Tuần trước, một tài xế khác đã bị phạt 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 60 ngày do vượt phải, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Trước những thông tin phản ánh của người dân về việc lắp đặt biển chỉ dẫn trên quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội-Thái Nguyên không hợp lý, gây hiểu lầm cho người đi đường, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đề nghị Ban Quản lý Dự án 2, Cục Quản lý Đường bộ 1 khẩn trương kiểm tra và điều chỉnh, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Theo phản ánh của người dân, biển chỉ dẫn tên đường quốc lộ 3 mới Hà Nội-Thái Nguyên được lắp đặt trên giá Long Môn trên cả hai chiều từ Hà Nội-Thái Nguyên và Thái Nguyên-Hà Nội, dẫn đến dễ gây hiểu lầm khi lưu thông theo hướng Thái Nguyên về Hà Nội. Bên cạnh đó, biển chỉ dẫn lối ra sân bay Nội Bài được bố trí hình vẽ máy bay không thống nhất về hình thức, không đúng với quy chuẩn về báo hiệu đường bộ. Ngoài ra, biển báo hạn chế tốc độ tối đa tối thiểu không đúng với quy định tại quy chuẩn về báo hiệu đường bộ. Do đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ban Quản lý Dự án 2 tiến hành kiểm tra rà soát thay thế những biển báo không phù hợp, đồng thời thống kê chi tiết về loại, số lượng, vị trí lắp đặt biển báo hiệu trên toàn tuyến, từ đó khắc phục trước khi chính thức tiếp nhận bàn giao quốc lộ 3 mới Hà Nội-Thái Nguyên. Nhằm chọn ra biểu tượng đẹp nhất, phù hợp nhất cho cây cầu Nhật Tân, sẽ có một cuộc thi thiết kế biểu tượng cầu được tổ chức. Quy chế giải thưởng gồm 2 giải A với giá trị 30 triệu đồng, 4 giải khuyến khích với giá trị 15 triệu đồng. Chi phí xây dựng dự kiến cho mỗi biểu tượng ở một đầu cầu khoảng 1 tỷ đồng.
Vị trí biểu tượng dự kiến sẽ được lắp đặt tại hai bên đường dẫn bờ phía Nam và đường dẫn bờ phía Bắc, gần với điểm bắt đầu lên cầu Nhật Tân. Yêu cầu thiết kế phải mang tính biểu tượng cao, ít chi tiết, hình khối nhẹ nhàng, tránh nặng nề. Đặc biệt, biểu tượng cầu Nhật Tân phải thể hiện tinh thần hợp tác hữu nghị giữa hai đất nước Việt Nam và Nhật Bản. Kinh phí thi tuyển và các chi phí liên quan khác, bao gồm chi phí giải thưởng và xây dựng, sẽ bổ sung vào hợp đồng gói thầu số 2 của dự án, theo đề nghị của Ban Quản lý Dự án 85. Dự án xây dựng cầu Nhật Tân nằm trên tuyến đường Vành Đai 2 của thành phố Hà Nội, điểm đầu tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, điểm cuối giao với quốc lộ 23B tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, với chiều dài toàn tuyến khoảng 9 km. Đây được coi là một công trình tầm cỡ khu vực, làm thay đổi diện mạo của thủ đô, dự kiến được thông xe vào đầu năm 2015. Thời gian gần đây, người dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai rất bức xúc trước việc một số hộ dân trên địa bàn ngang nhiên lập gác chắn trái phép thu tiền người tham gia giao thông. Đáng nói là sự việc này đã diễn ra trong một thời gian dài, nhưng chính quyền địa phương thì bất lực phóng mặc việc người đi đường bị móc túi công khai. Đây là gác chắn để thu phí bất hợp pháp của gia đình ông Lý Văn Quý ở xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Các loại phương tiện như xe tải chở hàng hóa, vật liệu xây dựng, thậm chí là xe máy muốn qua đây đều phải nộp lệ phí. Mức phí tự quy định đối với xe máy dao động từ 5 đến 15.000 đồng một lượt, xe ô tô từ 30.000 đến 100.000 đồng một lượt, tùy từng loại xe. Dù rất bức xúc nhưng để tránh phiền hà, nhiều người tham gia giao thông qua đoạn đường này đều phải chấp nhận nộp tiền để được đi qua. Hay đi qua đây nhưng mà anh thấy thu tiền này là không hợp lý, như cái chỗ này như này. Cái này thì thật sự thì anh cũng không ở gần đây, anh ở xã Cốc Lầu cơ. Nhưng mà đợt rồi anh đi qua đây thì cũng thấy thu tiền thì cái này thì mình cũng chịu, không biết là do ở trong thôn này hay là ở do xã này thì không biết. Lý giải cho hoạt động thu phí giao thông trái phép, ông Lý Văn Quý cho rằng phần đất mà các phương tiện lưu thông qua là của gia đình, nên việc thu phí là đương nhiên. Tuy nhiên, hoạt động thu phí của ông Quý lại không được xã cũng như huyện cấp phép. Cái này thì gia đình làm với công trình nhưng mà công trình nghỉ về rồi. À, làm để cho công trình đi. Vâng, công trình đi là công trình làm đường xong rồi về rồi. Nhưng công trình lại không bồi thường ít nào thì bây giờ cứ thu tiền thôi. Chính quyền địa phương có ý kiến gì không? Có ý kiến nhưng bây giờ chính bảo là thôi thì như chắc thì thu cũng nhiều nhưng bây giờ thì thu bớt đi. Việc người dân tự lập trạm thu tiền phí giao thông là trái phép. Nhưng điều lạ là chính quyền xã Cốc Ly vẫn lúng túng, không có phương án giải quyết. Đáng nói, xã này đã nhiều lần kiến nghị lên huyện Bắc Hà, nhưng huyện lại nói vẫn phải chờ. Người ta tổ chức là thu tiền qua lại, thì xã cũng đã làm việc với hộ dân, thì người ta cũng nói, cũng trao đổi thẳng thắn là cái chỗ này, một là cái phần ruộng của người ta đã bỏ đi để người ta tạo cho mình cái đường, thứ hai nữa là phía trước nhà trước là nó có cái sân bê tông người ta phá đi, thì để làm cái đường qua là người ta thu một phần để người ta lấy tiền bù vào cái phần mà bỏ cái ruộng để người ta làm lại cái sân bê tông họ về như cũ. Đấy. Và xã cũng đã trao đổi là thôi thì thu thì chỉ một mức nó rất nhỏ thôi. Ví dụ như xe máy chỉ khoảng 5.000 đổ lại thôi. Còn người dân trong xã thì không thu. Đấy. Khi mà xã Cốc Ly vẫn còn lúng túng trong cách giải quyết, huyện Bắc Hà tiếp tục đứng ngoài cuộc, thì câu chuyện cá nhân tự ý thu tiền phí giao thông trái phép sẽ tạo ra một tiền lệ xấu ở một xã vùng cao. Bản tin giao thông an toàn ngày 14 tháng 10 của kênh VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.